Ngày 25 tháng 2, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam đã có mặt ở Nhật Bản. Mục đích của chuyến đi này của ông Chuze là muốn gặp mặt và nói chuyện riêng với tiền đạo Công Phượng, người đang có mùa giải thứ hai ở câu lạc bộ Yokohama. Huấn luyện viên người Pháp đã theo dõi trực tiếp trận đấu của Yokohama B với Denofa Yamaguchi B. Theo báo cáo của VFF, Công Phượng được thi đấu đủ 90 phút. Trước đó một ngày, anh không được đăng ký trong danh sách 18 cầu thủ ở trận mở màn J-League 2. Sau trận đấu giữa hai đội hình B của Yokohama và Denofa Yamaguchi, huấn luyện viên Chuze đã gặp riêng Công Phượng. Ông chủ động cập nhật thông tin và động viên tuyển thủ Việt Nam. Ông mong Công Phượng nỗ lực tìm kiếm cơ hội ra sân ở J-League 2. Nếu Công Phượng ra sân càng nhiều, cơ hội anh được gọi trở lại tuyển Việt Nam trong tháng 3 sẽ càng lớn. Trước đó, huấn luyện viên Chuze đã gạt tên anh ở danh sách dự Asian Cup 2023 hồi tháng 1 năm 2024 vì không thường xuyên thi đấu. Công Phượng tiếp tục trải qua mùa giải cam go ở Yokohama dù đội đã rớt xuống J-League 2. Anh vẫn chưa được huấn luyện viên Suhei Yomoda điền tên vào danh sách thi đấu ở các giải như J-League 1 mùa giải 2023 và J-League 2 mùa giải 2024. Chuyến đi của huấn luyện viên Chuze mang nhiều ý nghĩa với riêng Công Phượng. Anh vẫn là cái tên thường xuyên được truyền thông quan tâm mỗi đợt tuyển Việt Nam tập trung trong một năm qua. Đội tuyển Việt Nam có lịch hội quân từ ngày 12 tháng 3 để chuẩn bị cho hai trận đấu với Indonesia tại vòng loại thứ hai World Cup 2026. Hai trận đấu sẽ diễn ra lần lượt trên sân Gelora Bung Karno ở Indonesia vào ngày 21 tháng 3 và lượt về tại sân Mỹ Đình vào ngày 26 tháng 3.